Rồi, hello, xin chào anh em ha. Xin chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Rồi, tiếp tục phục vụ cho anh em về đồ điện nè. Đó, anh em lưu ý là dòng điện 100V nha. Đó, dòng điện 100V ha. Rồi, thì hôm nay lên điện anh em. Ký hiệu con này là 25, số mã số 25 ha. Giá là 850.000, chuyển khoản đủ em bao ship nha anh em. Còn nhận hàng thanh toán anh em chịu phí ship ha. Rồi, lên được 3 con anh em, con này pin ha. Còn con này cắt gỗ, cắt thạch cao gì nè. Đó. Rồi, 850.000, lưỡi vào là 3136 nha anh em. Makita, dây zin nè, dây này dài tầm 5,5m nha. 5,5m ha. Nè, có hai cấp tốc độ ha, nhanh lẹ nha. Đế vào nè. Lưỡi ok nha anh em. Rồi test máy nè. Luôn cái thùng nha anh em. Thùng bằng gỗ ha. Rồi, bao này thăng nhôm tay nhựa nha anh em. Rồi giá là 850.000 nha, chuyển khoản đủ bao ship. Rồi, con số 26 nè. Đó, một con Hitachi C50. Mang lưỡi này lưỡi có tháp hợp kim nha anh em, lưỡi một tắc nè. Đó, bị mắc tem led không biết 9V 6 hay là 12V ha. Bán mù cho anh em. Sát máy 200 ha. Rồi, sát máy như gì? 200 đầy đủ cử đế đồ còn ha. Rồi số 26 200. Rồi số 27 là một con cắt thạch cao anh em. Đó, của Makita, công suất là 1050W ha. Một in ra băng luôn. Đây, bữa bán 400, giờ bán cho anh em là 350.000 ha, chuyển khoản đủ bao ship luôn. Đây không có cái lưỡi anh em. Lưỡi nó là lưỡi một tắc ha. Lưỡi 125 chứ, một tắc. Tắc 25 nè. Đế ha, còn đèn luôn nha anh em, có đèn ha, chiếu sáng đèn luôn. Để test máy cho anh em xem nè. Rồi bành dây dùng rất là dài nha. Quay một tay nó hơi khó nha. Đó. Đó, máy chạy ngon lành nha. Đèn còn cháy luôn nha anh em. Rồi, bán cho anh em là 350.000 ha. Mã số 27. Rồi, anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em. Anh em lưu ý là dòng điện 100V nha.